Hôm nay em sẽ đi phóng sanh ngày thứ 8 cho anh Khổng Tường Phát. Funny. Con không muốn đi không phóng sinh nữa. Shake hand. Ok, shake hand là phải đi nha. Đây, let's go. Thằng thú mà nó đi nó còn mệt. Em thì đi thì em thấy thú vị, bây giờ em không thấy mệt. Let's go. Bây giờ tụi em xuống sông lúc 7 giờ sáng. Được biết là có người dân đang kéo lưới về. Thì cái anh người dân này ảnh làm việc hoạt động ở gần khu này, nên mình sẽ đi kiếm anh ấy để mình phóng sanh luôn. Dạ. Oh yeah, chương trình thú vị đang chờ đón. Các bạn thấy rồi, còn thiếu một đứa. Rê. Đi xuống dưới coi tèo đi có bắt được gì không để phóng sanh. Chó nhà em đó hả? Là ngày thứ 8 của anh Khổng Tường Phát. Hy vọng mấy ngày nay em phóng sanh đủ phước báo giúp anh thoát khỏi cảnh giới khổ để vãng sanh đến cõi Phật. Lên đường nào. Nguyện mang công đức hồi hướng tất cả chúng sanh đang chịu khổ nạn dưới cái biển khổ này, hồi hướng công đức cho anh Khổng Tường Phát sinh 18 tháng 9 năm 1983 âm lịch, mất ngày 19 tháng 8 năm 2021 âm lịch vì Covid-19. Nhiệm vụ của em là mỗi ngày phải đi phóng sinh như vậy cho quý vị Bồ Tát. Xong nhiệm vụ rồi, em lại về nhà dựng video. Cô muốn đi bơi bằng đường này à? Sao tạo cái đường khó vậy anh em? Ok, đi đường này thì đi đường này. Bơi từ đây ra sân. Em nào không sợ thì xuống nước bơi nha. Em nào sợ thì ở trên bờ nha. Happy à, con cũng phải biết bơi nha. Không biết bơi là không được nha con. Nha, Happy ngoan nha. Happy phải bơi chứ. Nè, bơi như nè. Rê nè. Bơi như nè. Bơi hay quá ha. Họ bơi kìa. Rồi Happy bơi đi. Đó, Happy bơi theo mọi người nào. Happy đâu được bỏ trốn con. Con không được bỏ trốn đâu con à. Con bỏ trốn là con bị cột ở đây một tiếng đồng hồ luôn á. Nha. Tôi đi kiếm cái anh ngư dân đang kéo cá nha.
Chào cô, bắt được con gì sáng nay thế? Lâu quá rồi chưa mua đồ của cô nhờ. Cô này thì cổ đánh cá gần đây. Bữa nay có con nước 4 giờ sáng kéo lưới nên 7 giờ cá vô. Bơi qua đó đi. Dạ. Thấy cá đói cô ấy bắt muốn chết rồi. Thì còn em này. Ồ. Hay quá, em vừa giải cứu được một con cá đói thành công. Còn lại này chết thiệt hết luôn hả cô? Vậy con bò chết cứng người luôn rồi. Cái hồi nào con nói cô mới gặp nó sống. Dạ. Bây giờ nó yếu quá. Dạ. Thôi cô giúp con tôm chì đi cô. Tôm chì còn sống ha. Để thả tôm chì. Dạ, sáng nay giải cứu được hai thuyền luôn ạ. Mới mua thành công thuyền của cô này. Đây, cầm qua giùm em luôn sư huynh. Mình sẽ đi thuyền này để thả. Dạ. Thùng này là 250 thôi quý vị. Em xin ồ, anh cũng có cá đói còn sống nè. Rồi. Xin bạn cá đói này về tự nhiên. Đó. Còn sống nổi không? Dạ. Nó ăn gác chèo mẹ nha. Bên đây đi không? Dạ. Một thuyền em sẽ phóng xanh một thuyền. Dạ. Dạ. Thôi phóng xanh trước cái này cho anh Khổng Tường Phát. Dạ. Nước nó bị đục. Bây giờ em xin thả 250 tiền tôm cá cho anh Khổng Tường Phát hồi hướng 49 ngày cho anh ạ. Dạ đây. Rất là nhiều. Dạ, đây mình họ ra chỗ nước trong. Dạ. Tôm tích. Dạ.
em xin phóng sanh cho anh Khổng Tường Phát đây ạ. Chưa chịu bơi ra nữa ta. Cái đó này nó bị trúng gì mà nó sao bơm nổi nha. Khô lâu quá. Cố gắng tỉnh lại nha con. Dạ em để lên tay em đây. Cũng đang ráng sống nè, nó bơi vòng vòng để nó chưa đi. Bắt nhiều quá không? Nhiều. Tôm tích. Cho dịch ra. Dạ đúng rồi. Sau khi đã lựa ra thì đây là những số tôm cá còn sống. Thì em xin phóng sanh. Dạ.
đá. Giờ rồi. Giờ bỏ. Giờ vậy là đã phóng sanh xong cho anh Khổng Tường Phát ngày thứ 8 rồi à. Lạnh hả? Từ từ.